Thì lễ khai giảng năm nay sẽ là một cái thời điểm đánh dấu cho một giai đoạn mới cho các em. Thì phần lớn các em ngồi đây sẽ là những em đầu tiên sẽ tham gia vào một cái năm học mới với nhiều cái mục tiêu mới. Thì có thể là các em sẽ phải rời khỏi môi trường cấp 3 và phải tiếp cận với những cái phương pháp học tập mới, thì có thể các em sẽ có nhiều bơ ngỡ và khó khăn. Tuy nhiên thì tôi tin rằng với sức trẻ và sự nhiệt huyết của các em thì các em sẽ vượt qua được những khó khăn đó và sẽ đạt được thành tích tốt trong học tập. Polytechnic thì cũng được đánh giá nói chung là một cái tổ chức đào tạo nghề tốt, cái tỷ lệ ra trường của sinh viên tốt nghiệp rất là cao. Đấy, tuy nhiên thì tôi nghĩ là cái quan trọng nhất thì vẫn là từng bạn ở đây. Đấy, các bạn sẽ làm gì, sẽ chọn cho con đường nào cho mình trong vòng 2 năm rưỡi tới thì phụ thuộc chủ yếu vào các bạn, cho nên là cũng rất là mong các bạn chủ động làm chủ cái vận mệnh của mình. Lần đầu tiên gia nhập FPOLY, nó thổn thức mê ly kêu gọi. Ngôi trường mới có bao điều muốn nói, tiếng trống trường như thế cứ ngân vang. Người đang đánh trống là thầy Lã Ngọc Quang, giám đốc của FPT Poly Hà Nội. Tuần lễ online thầy cô lặn lội, vào lớp nào báo hiệu những mùa thi. Tiếng trống ngân vang như lời nói thầm thì, như tiếng mẹ ầu ơ ngày thơ ấu. Đâu tiếng thầy trên giảng đường yêu dấu, đâu lời ca trên những chiếc thuyền. Tiếng trống trường như câu hát trao duyên, duyên tri thức cập bến bờ tâm sáng. Tiếng trống chào mời báo tương lai bừng ràng, cao đẳng thực hành khai giảng chính là đây. Mặc dù là trường ngoài công lập, nhưng trường có đội ngũ giảng viên tâm huyết, nhiệt tình. Hơn nữa, phương pháp đào tạo dựa trên thực tế nghề nghiệp với tiêu chí thực học, thực nghiệp của trường, thì 2 năm học tập ở trường cũng chính là 2 năm kinh nghiệm làm việc cùng với môi trường đào tạo chuẩn quốc tế và mở rộng cơ hội nhiều việc làm cho sinh viên, thì đây sẽ là môi trường lý tưởng giúp chúng em vững vàng trong sự nghiệp sau này. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, phấn đấu hết sức để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, thầy cô và được đóng góp phần nào vào sự phát triển của nhà trường. Em cảm thấy rất là vui khi được học một môi trường được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế mà tất cả các trường cao đẳng, đại học trên toàn quốc cũng không có. Và em mong muốn là sẽ hòa mình với trường và sẽ có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở trường. Em cảm thấy rất vui. Môi trường hiện đại với cả có nhiều bạn bè thân thiện, các thầy cô giáo luôn chia sẻ kinh nghiệm của mình. Cái quy trình đào tạo thì hoàn toàn khác tất cả các ngôi trường khác, đem lại sự thú vị cho học sinh. Khoảng cách giữa giáo viên và học sinh thì rất là ngắn lại, như giữa hai người bạn. Chúng là thầy cô thì từ khi mà cô tìm hiểu ấy, về trường và quyết định vào trường này thì cô nói chung là có thiện cảm và rất là ấn tượng, nhất là những sự gần gũi của lãnh đạo cũng như là giáo viên trong trường.